Antesa. Cậu bé đó là Edogawa Conan, chỉ cần cậu ta nói mấy câu thì vụ án nào cũng đều giải quyết được hết. Sao mấy câu nói của cậu nhóc đó bỗng nhiên tôi bị mất hết ý thức rồi tự nhiên phá được vụ án, sau đó tôi không nhớ được gì hết. Thân thể đã bị teo nhỏ nhưng trí não tôi không hề thay đổi, vì sự thật thì chỉ có một. Edogawa Conan, thắng tử lừng danh. First to tell her that the world's not perfect, but it's not that bad. If we got each other and that's all we have, I will be your brother and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you. When the world's not perfect, when the world's not kind, if we have each other, then we'll both be fine. I will be your brother and I'll hold your hand. You should know I'll be there for you. ありがとうな、服部。Lên có phải vậy không? Không đúng, sao có thể chứ? Cha chỉ là một đứa con nít thôi mà. Anna Muro, thuộc tổng cục cảnh sát quốc gia, chỉ huy các cảnh sát an ninh trên toàn quốc với biệt danh Jago. Dù có trực thuộc bộ công an thì cũng chỉ có một trường hợp được phê duyệt, đó chính là cảnh sát Kazami, đúng không? Hãy nói thật đi, cậu nhóc à, cháu là ai? Edogawa Conan, một thám tử. Nàng cố chấp như chưa tin vào ý phận. Đối với tôi vẫn còn hai người đàn ông đáng sợ hơn nhiều. Đáng nói là một trong số đó vẫn là một đứa trẻ con mà thôi.